Đón các anh các chị ạ. Dạ, đón các anh các chị. Dạ, đón các anh các chị. Dạ, dạ, đón các anh các chị. Vâng, chúng ta có thể chứng kiến những hình ảnh rất là thân thương. Vâng, đoàn cựu cán bộ trung tâm văn hóa đã nghỉ hưu và đang công tác tại trung tâm văn hóa tỉnh hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trung tâm văn hóa huyện Sơn Dương. Xin lỗi, nãy nó có nói một câu là trung tâm văn hóa tỉnh, nhầm trung tâm văn hóa huyện Sơn Dương ạ, bởi vì mình chuyển về trung tâm văn hóa tỉnh rồi cho nên hay bị nhầm, xin lỗi mọi người. Còn đây là trước mắt chúng ta là thung lũng hoa Tìm Về Chốn Bình Yên, đây gọi là Đát Dùm. Đây những gương mặt thân quen của chúng ta đây, anh Quân, chị Thu, chị Tuyến, anh Thể, anh Lập, cựu giám đốc của chúng tôi. Anh Lập thì làm giám đốc của chúng tôi, sau đó lại về phó giám đốc sở, rồi giám đốc bảo tàng. Anh đã kinh qua rất nhiều vị trí. Giờ anh nghỉ hưu cũng khá lâu rồi nhưng mà đến giờ anh vẫn mạnh khỏe. Mọi người vừa mới đặt chân đến Đát Dùm cho nên là người thì chụp ảnh, người thì thăm thú. Lát nữa thì chúng tôi sẽ đi vào tọa đàm, hội họp. Đấy. Còn bây giờ thì anh em check in và chụp ảnh lưu niệm. Bà Huệ thì chụp ảnh ở trái tim. Thấu quá. Đấy, người ảnh chụp ảnh có tâm nhất năm. Vâng, đây là một cái không gian chơi khá lý tưởng, cách địa bàn thành phố chừng 4 km thôi. Đó, đây gọi là Đát Dùm. Đây chúng ta nhìn thấy thác nước. Đấy, rất là mát mẻ. Đó. Đấy, các vị khách của thành phố và xa gần cũng đến đây để nghỉ và thăm thú trải nghiệm. Không gian rất là mát. Anh Minh Dũng. Mát không chị? Mát. Em Thu đến đây nhiều lần chưa? Nhiều lần rồi. Đã từng hẹn hò ở đây rồi đúng không? Biết ngay mà. Vâng, đây chính là địa chỉ của khu Dùm Hôm Tây. Đó.
khách có thể là chơi bời trải nghiệm ở dưới lòng suối. Khá là mát mẻ, khá thú vị. Vâng, xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay Trung tâm Văn hóa huyện Sơn Dương tổ chức gặp mặt kỷ niệm không biết là bao nhiêu năm thành lập, thì năm 90 đến giờ là 24-25 năm rồi. Các thế hệ cán bộ đã từng công tác tại Trung tâm Văn hóa huyện Sơn Dương và cũng đang công tác tại Trung tâm Văn hóa huyện Sơn Dương, chúng tôi tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trung tâm. Địa điểm của chúng tôi thì là tại thành phố Tuyên Quang. Vừa xong thì anh em tôi đã tham quan trải nghiệm khu thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp. Và bây giờ thì anh em đã vượt đèo Dùm lên đỉnh núi Dùm và xuống đến Đát Dùm. Và bây giờ thì anh em chúng tôi nghỉ ngơi tại đây, sẽ tổ chức tọa đàm rút kinh nghiệm và ôn lại những truyền thống từ những ngày thành lập trung tâm cho đến giờ. Tuy rằng là người còn kẻ mất, nhưng mà hôm nay anh em vẫn có mặt. Cũng có vài người do lý do ốm đau, bệnh tật rồi công việc cũng không có mặt đầy đủ. Nhưng mà số có mặt như thế cũng là quá vui rồi, cũng là đủ để gặp mặt và đủ để ôn lại những kỷ niệm, những truyền thống từ ngày xưa tại khu Đát Dùm của thành phố Tuyên Quang. Bây giờ thì chúng tôi sẽ vào để gặp mặt tọa đàm, sau đó tổ chức ăn trưa. Ăn trưa sau đó chúng tôi sẽ sang thành phố, dự kiến là sẽ đi thăm khu cà phê Nít, một địa điểm du lịch và cà phê nổi tiếng của thành phố Tuyên Quang. Thế nhá. Xin thân ái kính chào tất cả mọi người, xin kết thúc clip và hẹn những clip sau ạ.